Chào mừng quý vị cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh The Lạc Street của Nhân Lơ Cà. Và hôm nay Nhân Lơ Cà rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Và Nhân Lơ Cà đang đứng ở tại bờ hồ Xuân Hương quý vị. Thì bây giờ Nhân Lơ Cà sẽ đi dạo vào khu chợ đêm. Ở đây Nhân Lơ Cà cũng bắt gặp rất là nhiều khách du lịch mà người nước ngoài đang ghé tới thành phố Đà Lạt vào đợt này khá là nhiều quý vị. Người nước ngoài ngoài việc là họ đi du lịch ở Đà Lạt mà có một số họ định cư ở tại thành phố Đà Lạt cũng khá khá quý vị. Rồi họ làm những công việc ở tại thành phố Đà Lạt. Có nhiều người thì làm ở cấp độ là quản lý của các cái công ty cũng như là các cái khu resort rồi khách sạn lớn. Còn một số người thì làm những công việc như là ban đêm thì họ đi hát, làm những nghệ sĩ đường phố, rồi họ đi bán các cái quà lưu niệm hoặc là những cái công việc khác vân vân. Và bây giờ Nhân Lơ Cà đang ghé vào chợ Đà Lạt. Thì khu vực chợ đêm Đà Lạt tối nay Nhân Lơ Cà thấy khá là đông, khá đông du khách tới ở đây. Thì hồi chiều Nhân Lơ Cà có quay một cái video về khu vực quảng trường Lâm Viên. Thì tối nay Nhân Lơ Cà sẽ không ra đó nữa mà bây giờ Nhân Lơ Cà sẽ đi vào trong khu vực chợ đêm. Ở đây có Lotteria, thức ăn nhanh, rồi các cửa hàng của Lăng Farm. Lăng Farm ở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai này cũng có tới 3 cái cửa hàng bán đặc sản của Lăng Farm. Thì ở bên phía tay phải này thì đa số là kinh doanh các mặt hàng ăn uống quý vị và đặc sản ở tại thành phố Đà Lạt. Quý vị thấy toàn là những xe xôi miền Tây rồi xiên nướng, đồ ăn vặt, từ ăn ăn vặt cho tới ăn no bụng luôn, ăn no cành luôn quý vị. Bánh tráng nướng nhìn cũng khá hấp dẫn, vài làng nướng rồi bắp nướng, ôi rất là nhiều. Tới đây thì tha hồ mà lựa chọn các cái đồ ăn vào ban đêm. Và bây giờ Nhân Lơ Cà sẽ ghé vào Lăng Farm quay một tí nha quý vị. Thì trong Lăng Farm này Nhân Lơ Cà thấy rất là nhiều khách họ vào đây để mua các cái loại đặc sản của Lăng Farm. Thì Lăng Farm là một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng về đặc sản ở tại thành phố Đà Lạt, và có các cái cửa hàng chi nhánh ở tại các cái thành phố lớn khác như là thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây có những cái bông hồng, người ta làm bông hồng giả quý vị, với những cái lọ hoa nhìn khá dễ thương. Và bây giờ Nhân Lơ Cà sẽ hòa mình vào với dòng khách du lịch để đi xuống khu vực chợ đêm, rồi quay các cái loại thực phẩm, thức ăn đường phố ở tại Đà Lạt. Ở đây có những con mực, rồi cá, rồi dâu lắc, bánh tráng nướng quá trời trời luôn quý vị. Rồi bắp, mọi người tới đây ăn uống vào ban đêm cũng rất là sum tụ. Còn đây là tất cả những cái loại xiên nướng mà được bày bán ở khu vực chợ đêm. Thì trên một chiếc xe thì rất là nhiều loại. Ở đây có bún riêu cua, bún bò gì đây nè quý vị. Bún bò Huế, bún riêu cua. Có chả cá nữa. Có chả Huế quý vị. Rất đông du khách tới đây ăn. Thì khu vực này là khu vực ăn uống cho nên là tất cả các cái loại đồ ăn đều tập trung ở đây. Và Nhân Lơ Cà bắt gặp rất là nhiều bắp nướng, khoai lang nướng và bánh tráng nướng. Ở đây có quầy sữa đậu nành, rồi những lời mời liên tục. Ở đây có dâu lắc, kem bơ, xoài lắc nữa quý vị. Nói chung là người ta bỏ vào một cái hũ, xong bỏ muối, chủ yếu là muối Tây Ninh đó. Người ta bỏ vào, xong đó người ta lắc lên giống như là trộn đều á, thì gọi là dâu lắc, xoài lắc. Đây thì có những cái cửa hàng đặc sản hải sản như là ốc, rồi tôm cua. Bây giờ là bắt đầu dòng người đang đổ dần về chợ đêm Đà Lạt. Bây giờ là 8 giờ tối,
nên người ta đang dần dần đổ về, rồi lát nữa là quảng trường Lâm Viên là người ta cũng đổ về đây, nên là lượng người rất là nhiều luôn. Ở đây người ta bán áo khoác thấy rẻ quá quý vị, 200.000 một chiếc áo khoác. Nếu mà chúng ta lên đây thời tiết thay đổi lạnh không đủ ấm thì chúng ta ghé mua chỉ có 200.000, 150.000 thôi, cũng khá là rẻ. Đồ ăn thức uống thì khu vực này khá là nhiều. Nói nhiều thì thôi chứ nhưng là cà cũng ít mà ăn ở trong khu vực này lắm quý vị. Cũng không có quen, chắc có lẽ cũng không hợp khẩu vị với phong cách của mình. Có thể mình đi du lịch thì mình có thể mình ăn uống chỗ này chỗ kia, nhưng mà mình ở đây rồi thì ít bao giờ mình ghé vào trong khu vực chợ để ăn lắm quý vị. Rất là đông luôn, dòng người chen chúc. Đây người ta bán hàng lưu niệm, rồi bán các loại đặc sản bơ, dâu. Ở đây lại có một cái cửa hàng của Lan Farm, một cái store của Lan Farm nữa quý vị. Chiều nay Nhân Lạc Cà lại tiếp tục ăn cơm, ăn đồ ăn ở ngoài, do là gia đình đã đi du lịch hết rồi, chỉ còn mình Nhân Lạc Cà thôi, nên lại đi ra ăn ngoài rồi lại tiếp tục chờ đợi và đi ăn, nó cũng khá là vất vả quý vị. Đúng là những cái ngày bình thường thì mình đi ra ngoài mình ăn nó rất là đơn giản và bình thường, nhưng mà những cái ngày như thế này đi ăn uống quả là rất là cực hình luôn. Nhiều khi bởi vậy dân Đà Lạt á, người ta những cái ngày cuối tuần hoặc là những ngày lễ là người ta nhường lại cho khách du lịch hết, người ta ở nhà không à. Ở đây có một cái cô bán nho, cũng nhiều người ta mua rồi. Cô này cô bán atiso khô, atiso sấy khô. Nói chung là atiso này về mình nấu trà uống cũng khá là tốt, mát gan quý vị. Rồi cô này thì bán bong bóng. Đây là một gia đình đang thổi kèn, thổi sáo cho quý vị. Mình đi ngang qua mình thấy nó trầm lắng quá, nhiều khi mình nói gì mình quên luôn. Đây có rượu vang hâm nóng 20.000 một ly. Rượu vang xong người ta hâm nóng nha quý vị. Ở dưới không phải là cái bình đâu nha, ở trên thôi có cái nồi người ta hâm nóng, uống một ly cho nó ấm bụng. Đây rất là nhiều bông cải gọi là cải xanh, nó súp lơ quý vị. Còn khu vực này là khu vực bán các loại đặc sản từ tươi cho tới khô luôn quý vị. Đây những cái quầy này nhưng là cả thấy rất là thu hút khách luôn. Đây, ở đây có những cô đang dọn ra giữa đường, cô bán những cái loại củ quả cà rốt. Thì sắp tới chợ đêm sẽ được dời vào khu vực công viên ấp ánh sáng, thì khu đó sẽ được mời thầu và xây dựng. Đương nhiên là khi mà người ta xây dựng thì người ta mở khu vực chợ đêm đó, thì khi mà chúng ta vào chúng ta một cái gian hàng bày bán hoặc là làm như kinh doanh thì đương nhiên là chúng ta phải thuê đóng phí, rồi bãi giữ xe cũng có phí. Thì đương nhiên là những cái quầy đặc sản như vậy chẳng hạn, rồi những cái cơ sở, những cái tiệm, những cái shop người ta vào trong đó thì nó khá là đơn giản. Tại vì những cái shop lớn hoặc là những cái tiệm như thế này thì kinh doanh khá là phát triển. Thứ hai nữa là nguồn vốn dồi dào. Thì vào đó thì đơn giản rồi. Nói chung là chúng ta không có bàn tới những cái đối tượng mà khá khá. Còn là những người giống như những cái cô chú họ bán dọc ở đường, rồi xe đẩy. Thì không biết rằng là khi mà chợ đêm không còn hoạt động nữa thì họ sẽ làm gì, họ bán ở đâu. Tại họ vào trong đó thì phải thu phí, rồi việc kinh doanh như
như thế nào đó. Nói chung là cũng là một vấn đề đó quý vị. Đối với những cái gánh hàng, những cái gánh hoa artiso rồi như thế này, rồi những cái quầy nho nhỏ người ta làm đồ ăn vặt như thế này, thì cũng khá là khó khăn. Không biết nói sao. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ thấy được, hoặc là sẽ có những cái không biết sẽ có những cái hỗ trợ như thế nào đó. Và Nhân La Cà hy vọng là cũng sẽ hỗ trợ được cho bà con tiểu thương, dù từ nhỏ cho tới bé, từ những người kinh doanh nhỏ lẻ cho tới những cửa hàng lớn, có những chế độ ưu tiên hoặc là hỗ trợ như nào để cho giúp cho bà con đỡ khó khăn. Có lẽ chúng ta nên hy vọng như vậy. Và đây là những cái quầy bán dâu tây quý vị. Một cái rổ dâu tây nhìn rất là hoành tráng, nhưng mà thực tế ra đây ở dưới đó là những cái phụ kiện đó quý vị. Những cái phụ kiện ở phía dưới, rồi người ta sẽ xếp những cái trái dâu lên thành ra một cái mâm, nhìn như một cái mâm quý vị. Chứ mà dâu tây mà cho quý vị xếp nguyên một cái rổ như này thì những cái trái trên nó đè những trái dưới thì nó dập, nó hư hết quý vị. Cho nên người ta làm theo kiểu là lót cái phụ kiện, lót xốp ở dưới thành một cái chóp, cái hình chóp, rồi người ta xếp lên. Đây bơ rất là nhiều luôn. Bơ 304. Những cái loại bơ sáp như này ăn ngon lắm vậy. Những bơ này về chúng ta có thể làm kem hoặc là dầm với sữa, ăn rất là ngon. Và bây giờ Nhân La Cà sẽ đi vào khu vực mà người ta vừa bán đặc sản cũng như là bán áo quần ở trong khu vực này rất là nhiều. Ở đây chúng ta lại thấy xuất hiện thêm một cửa hàng của Lan Farm nữa. Lan Farm rất là lớn mạnh, và cửa hàng ở tại thành phố Đà Lạt, ở trên các cái con đường thì các cái cửa hàng Lan Farm rất là nhiều luôn quý vị. Và bây giờ Nhân La Cà sẽ đi ra lại ngay khu tượng đài. Ở đây rất là nhiều cô chú bán những cái mặt hàng như kính mát, đồ chơi lặt vặt rất là nhiều. Đây các bạn đi du lịch cũng ghé đây ăn bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng ở Đà Lạt nó cũng có một cái gì đó nó cũng khá là hấp dẫn đối với du khách cũng như là mọi người. Nhân La Cà cũng lâu lâu cũng hay ăn bánh tráng nướng, nhưng mà không ăn ở những cái khu vực này đâu, chỉ ăn những cái nơi mà đặc biệt là Nhà Chung nè, hoặc là bên Hoàng Diệu. Rồi bánh căn thì Nhân La Cà thì hay ăn bánh căn Lệ nè, rồi bánh căn gì quên tên ở ngay đường 3 tháng 4. Đó là những quán bánh căn mình hay ăn. Và đây là những cái món ăn đường phố ở tại thành phố Đà Lạt vào chợ đêm. Rất nhiều các cái mặt hàng. Và chúng ta thấy nhìn từ xa là dòng người đang đổ về chợ đêm rất đông luôn quý vị. Cầu thang mộng đẹp hôm nay cũng rất đông, không có chỗ để mà chen chân lân. Ở đây thì có bán cháo vịt, cháo gà, lòng gà, mề gà rất nhiều luôn quý vị. Ở đây có những cái quầy bán đặc hải sản. Rồi bên kia là những khu vực mà bán áo len, đồ lưu niệm. Vào những cái dịp lễ như là Dỗ Tổ Hùng Vương sắp tới, là lễ Dỗ Tổ Hùng Vương này thì nghỉ 3 ngày, thì Đà Lạt dự kiến là đón hơn 50.000 du khách. Và đó là những cái thống kê từ các cái khách sạn người ta báo cáo lên. Tuy nhiên thì cái thống kê thì nó cũng tương đối thôi quý vị, này số lượng báo cáo thôi, chứ còn mà thực tế ra này còn những cái khách sạn, những cái homestay, những cái nhà thuê nghìn căn ở tại thành phố Đà Lạt rất là nhiều. Những cái số lượng đó chúng ta cũng không thể nào thống kê hết. Đây những quầy bán áo quần rất là nhiều quý vị ha.
Thì sắp tới cuối tháng 4 này thì có một cái đợt liền nghỉ lễ khá là dài, vào 30 tháng 4, 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động quý vị. Thì đợt đi lễ đó thì Đà Lạt dự kiến sẽ đón khoảng 180.000 du khách trong cái đợt lễ đó. Một số lượng khá là lớn quý vị, lớn gần gấp 4 lần so với hiện tại. Cho nên là các cái khách sạn homestay thì hiện nay người ta nhận đặt phòng và chúng ta nên đặt phòng trước. Chứ mà nếu mà để những cái ngày cận kề thì giá phòng nó vừa cao. Ở đây người ta bán hoa bất tử quý vị. Đây là một loại hoa bất tử, nghĩa là mình để rất là lâu nó khô, xong rồi nó cứ trường tồn với thời gian vậy á. Nên chúng ta nên đặt phòng trước quý vị, đặt phòng trước, đặt khách sạn trước. Đi đâu chúng ta nên chuẩn bị trước. Chứ mà để tới lúc đó chúng ta thích rồi chúng ta đi thì việc đặt phòng nó đã khó khăn. Thứ hai nữa là giá phòng nó cao, tìm phòng không có được ưng ý. Nên đừng có xảy ra cái tình trạng mà chúng ta lên chúng ta ngủ bờ, ngủ bụi rồi dựng lều, dựng rạp rồi. Kiểu đó nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Thực tế mà nói, như đợt Tết vừa rồi thì một phần là do không tìm mà được khách sạn thì người ta mới ngủ ở ngoài thôi, chứ cũng chả trải nghiệm gì đâu vậy. Nếu mà trải nghiệm thì đợt này Nhân Lạc Càng chẳng thấy ai trải nghiệm, chẳng ai ngủ ngoài bờ, ngoài bụi cả. Trong khi người ta đi lên đây khá là nhiều, đi lên đây rất là nhiều, nhưng mà không thấy có một cái lều trại nào cắm ở ngoài công viên hoặc là khu vực quảng trường Lâm Viên quanh Hồ Xuân Hương cả. Nếu mà trải nghiệm thì đợt này thì cũng có những người trải nghiệm rồi. Thực tế ra thì nó đông quá thì người ta nói vậy thôi, thì cũng không trải nghiệm gì nổi đâu. Ở đây có một số các cái hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Những người đồng bào Tây Nguyên, đa số là họ ở trong Lạc Dương vậy, trong Lạc Dương Sà Lát, có những cái chương trình tiết mục về văn nghệ. Và bây giờ Nhân Lạc Cà lại đi ra ngoài con đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực Chợ Đêm, sau đó sẽ đi vòng lên khu Hòa Bình phía trên quý vị. Trên con đường dốc Lê Đại Hành, ở trên đó sẽ có rất là nhiều người, người ta bán quà lưu niệm, rồi những cái người nghệ sĩ đường phố họ biểu diễn ở khu vực ở phía trên đó. Và Nhân Lạc Cà thấy rằng Chợ Đêm mà theo suy nghĩ của Nhân Lạc Cà thôi, thì nếu mà Chợ Đêm mà ở ngay cái khu vực con đường Nguyễn Thị Minh Khai này á, thì nếu mà hoạt động như thế này Nhân Lạc Cà cảm thấy nó rất là vui và rất nó cảm thấy nó một cái gì đó nó gần gũi vậy. Nếu mà như mà Chợ Đêm mà đi vào một cái khu được xây dựng đàng hoàng khang trang thì ngăn nắp rồi, thì lúc đó nó không còn vui, nó không còn ăn uống là những cái quầy bán như thế này mà nó không còn nữa, chúng ta cảm thấy nó mất vui. Và lúc đó thì không biết rằng là cái khu vực này thì sẽ tân trang và sẽ làm những cái gì.
có mấy thầy cũng đi chơi hòa mình vào dòng người luôn quý vị. Đây có 3-4 thầy. Và đây có một anh Tây người nước ngoài, anh đang làm một cái loại thức ăn. Thì theo như Nhân Lạc Cà nghĩ thì đây là đường sau đó nấu lên thì bỏ vào đá lạnh thì nó sẽ đông lại, người ta cuộn lại thành những cái bánh. Thì rắc thêm một ít các cái phụ kiện lên. Thì những người nước ngoài họ sinh sống ở Đà Lạt rất là nhiều. Có những người thì họ lấy vợ người Việt Nam, sau đó thì mở những cái quán cà phê hoặc là khách sạn ở trên con đường Trương Công Định trên phố Minh Mạng đó. Rồi một số nơi nữa, rồi có một số người thì họ làm quản lý ở tại thành phố Đà Lạt. Nhiều khi mình ghé tới quán bar hoặc là những cái quán cà phê thì cũng hay bắt gặp những cái anh chàng như thế như vậy, anh tới uống cà phê hoặc là làm vài ly bia. Trời ơi, chồng kia nó đe đó mày. Đâu có, nó đi xe tới đây. Khu vực này thì càng về đêm thì nó càng người ta bày bán ra ngoài đường rất là nhiều, rồi xe đậu rất là lộn xộn quý vị. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ đi lên phía con dốc Lê Đại Hành. Thì chúng ta thấy, trước mắt chúng ta thấy là con dốc này xe cộ đậu rất là nhiều, đậu quá trời xe luôn. Bình thường thì con dốc này không có cho đậu xe đâu quý vị, nhưng mà nay lễ cho nên là mọi người đậu xe khá là thoải mái. Ở đây có khu vực vẽ tranh, nghĩa là mình chụp một cái ảnh chân dung qua điện thoại, sau đó thì cái chú này chú sẽ vẽ lại trên một cái miếng gỗ. Ở đây là khắc những cái đồ vật, những cái móc khóa hoặc là những cái hình thù mà mình thích, cũng làm từ gỗ luôn. Và đây là khu vực mà bán các cái loại hương, cái lọ hương về đủ các cái mùi hương như là hương xả, rồi hương và đây là con đường mà với nhiều nghệ sĩ đường phố họ biểu diễn ở trên con đường này. Đây là một nghệ sĩ đường phố người Việt Nam. Và đây là một anh chàng người Tây quý vị. Và tiếp tới thì Nhân Lạc Cà sẽ hướng về phía cầu thang Mộng Đẹp quý vị. Ở đây rất là nhiều người đang tập trung ở khu vực này và ngay cái cầu thang để ăn uống cũng như check in, chụp hình, nói chuyện. Thì đúng là đông luôn quý vị, nhưng mà đợt này vậy thôi, chứ nếu mà 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà đón với một cái lượng khách lớn thì quý vị sẽ thấy sẽ đông đến giường nào, rất đông luôn. Hiện nay là chúng ta đã thấy đông những cái cầu thang bộ này, chúng ta đi là phải chen chúc nhau rồi. Còn nếu mà 30 tháng 4, 1 tháng 5 mà lượng người gấp 4 lần như hiện tại thì có lẽ rằng là người ở tại thành phố Đà Lạt, người dân ở tại thành phố Đà Lạt có lẽ là không dám ra đường luôn quý vị. Phía dưới đó là khu vực mà hồi nãy chúng ta vừa đi ngang qua. Và ở đây thì cũng có một nghệ sĩ đường phố, anh chàng này hát nhạc rock quý vị.
đây là cái khu vực con dốc Lê Đại Hành với những cái quán cà phê như Gia Nguyễn Len vân vân, thì những cái quán cà phê này rất là thu hút mọi người. Quý vị có nghe cái chị này, chị nói chuyện là chị ăn một trái bắp với củ khoai lang và mấy thứ lặt vặt là hết 180.000. Nói chung thì đi du lịch thì nó cũng khá là đắt đỏ. Ở đây cũng một cái anh người Tây, anh bán quà lưu niệm, những cái đồ handmade cho quý vị, tự làm sau đó sẽ bán cho khách du lịch. Và đây là cái khu vực nhạc nước ở trên hồ Xuân Hương quý vị. Thì chương trình nhạc nước thì thường vào cuối tuần và dịp lễ thì hay diễn ra. Tuy nhiên nó cũng không có hoành tráng lắm đâu, nó cũng chỉ là một cái nhạc nước nhỏ nhỏ thôi. Và Nhân Lê Cà rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video này. Hãy tiếp tục đăng ký để theo dõi những video sau của Nhân Lê Cà nhé. Và bây giờ Nhân Lê Cà xin bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.